Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Bây giờ, chúng ta trở lại bắt đường Ba Sang đi lên. Óc, vua Ba Sang và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Edrei. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-hôn, vua Amorit ở tại Hết-bôn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-sang và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy các thành của người. Không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành và toàn miền Ạt Gốt là nước của Óc trong xứ Ba-sang. Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài. Cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorit xứ bên kia sông Giô-đanh, từ khe Ạc Nôn đến núi Hẹt Môn. Dân Sidon gọi núi Hẹt Môn là Sirion, còn dân Amorit đặt tên là Senir. Các thành của đồng bằng, toàn Galaad và toàn Ba-san cho đến Sanca và Edrei là hai thành của nước Óc trong Ba-san. Vì về dân tộc Rephaim, chỉ có một mình Óc, vua Ba-san còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người há chẳng còn tại Rabba, thành của con cháu Amon sao? Bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này. Ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Ạc Nôn và phân nửa núi Galaad cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Galaad và toàn Ba-san nước của Óc, tức là cả miền Ạc Gốp cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Jair-rơ, con trai Manasse, chiếm lấy cả miền Ạc Gốp cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và Ma-ca-thít, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san là thôn Jair-rơ đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Ma-ki xứ Galaad. Về người Ruben và người Gác, ta cho phần Galaad có ranh ở giữa khe Ạc Nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu Amon, luôn với đồng bằng Giô-đanh từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Phích-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Trong lúc này, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn
và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Liban ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không có nhận lời ta, bèn phán rằng: thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Phích-ga, ngước mắt ngươi lên về hướng tây, hướng bắc, hướng nam và hướng đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Xong, hãy truyền mạng lệnh cho Giô-suê, làm cho người vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng đối ngang Bết-phê-o. Chương 4. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh Phê-o, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Phê-o. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng: dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho các con và cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rép, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Vậy các ngươi lại gần và đứng dưới núi. Vả núi cả lửa cháy cho đến tận trời, có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Từ trong lửa Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe một tiếng nói nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài ra truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là 10 điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép 10 điều răn ấy trên hai bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Hô-rép. E các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vì đó và thờ lại các tinh tú này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. Đoạn Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta có thề rằng:
ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, vì ta phải chết trong xứ này, không đi ngang qua sông Giô-đanh được. Nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn cũng chẳng ngửi. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bây giờ trong ngày cuối cùng ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Vậy ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-díp-tô dưới mắt mình chăng? Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Trên đất, Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa, ngươi có nghe lời Ngài phán ra. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy, và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặng đuổi khỏi trước mặt ngươi những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó và ban cho làm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngày nay. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng, Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này, chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. Mô-sê bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình mà không có ghét trước được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này và được sống. Ấy là Bết-se nơi rừng vắng trong xứ đồng bằng để cho người Ru-bên, Ra-mốt nơi Ga-la-át để cho người Gác, và Gô-lan nơi Ba-san để cho người Ma-na-se. Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ, mạng lệnh và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ Ai Cập ở bên kia sông Giô-đanh, trong trũng đối ngang Bết-phê-o tại xứ Si-hôn vua dân Amorit ở Hết-bôn mà Môi-se và dân Israel đánh bại khi ra khỏi xứ Ai Cập. Dân Israel chiếm xứ người luôn với xứ Ốc vua Ba-san, là hai vua dân Amorit ở tại bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc từ Aroe trên bờ khe Ạc-nôn
cho đến núi Sirion, nghĩa là Hẹt Môn, và toàn đồng bằng bên kia sông Giô-đanh về phía đông, cho đến biển của đồng bằng dưới triền núi Phích-ga. Chương 3. Hỏi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỏi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối, nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sao lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Chương 4. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta há mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp.
Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong, ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chương 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét. Ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng. Họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Thi Thiên 41. Phước cho người nào đói đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.
những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác mà rằng, nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Nếu có người đến thăm tôi bèn nói những lời dối trá, lòng nó chứa cho nó gian ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại. Hết thảy những kẻ ghét tôi đều sầm xì nghịch tôi, chúng nó toan mưu hại tôi. Một thứ bệnh ác dính đeo trên mình nó, kìa bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Đến đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi, cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. Song nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.